cả hai bị can nêu trên đều bị khởi tố về tội danh vi phạm lao lý về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng lao lý tại Điều 220 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Khoảng 14 giờ 40 cùng ngày, cơ quan điều tra đã đồng loạt thi hành lệnh khám xét nơi của ông Nguyễn Bắc Son ở ngõ 36 cờ phố Lý Nam Đế, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, và ông Trương Minh Tuấn ở ngõ Quan Thổ 1, quận Đống Đa, Hà Nội. Cuộc khám xét hoàn thành khoảng 40 phút sau đó. Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Trước đó, ngày 10 tháng 7 năm 2018, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm lao lý của nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 220 Bộ Luật Hình sự 2015 để điều tra, xử lý những hành vi vi phạm lao lý trong thương vụ Mobifone mua cổ phần Nga. Cảnh sát khám nhà ông Nguyễn Bắc Son tại ngõ 36 cờ phố Lý Nam Đế, Hoàng Kiếm, Hà Nội. Ông Nguyễn Bắc Son điều khiển, quyết định nhiều nội dung trái lao lý. Về nghĩa vụ cá nhân, ông Nguyễn Bắc Son, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chịu nghĩa vụ chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Son đã vi phạm luật lệ tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có biểu thị áp đặt, thiếu dân chủ trong lãnh đạo, điều khiển, không bàn bạc, thương lượng trong tập thể Ban cán sự Đảng, trực tiếp điều khiển và quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án không đúng lao lý, ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến dự án có nội dung trái lao lý, không đúng nhiệm vụ được phân công, thiếu điều khiển, kiểm tra quá trình thực hiện dự án, để xảy ra nhiều vi phạm. Sai phạm của hai cựu bộ trưởng rất nghiêm trọng.